xem tác phẩm này ngay lập tức. Phim truyền hình, sau nhiều năm vắng bóng kể từ Memories of the Alhambra, Doctors, Pinocchio, bom tấn Sid có thể kể đến như series Reply, Lời hồi đáp, Smart Prison Living, Nhật ký nhà tù. 3. Tác phẩm kỷ niệm sở hữu vị đạo diễn tài năng. Những năm gần đây, CTBC ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ với hàng loạt các tác phẩm chất lượng chẳng kém gì đài trung ương, tiêu biểu như Sky Castle, Itaewon Class, The World of the Married. Caesarverse còn có sự chỉ đạo của Jin Hyuk, vị đạo diễn cực kỳ mát tay với những tác phẩm truyền hình, từng tham gia sản xuất nhiều bộ phim nổi tiếng như City Hunter, Master Sons, Doctor Strange và The Legend of the Blue Sea. Trên đây là những tổng...